Em thấy chưa? Rồi. Cái tôm này người ta làm kỹ. Người ta còn cho vào cái khăn mùng hồi nãy đó đó. Ha. Người ta lau từng con nó giống như em bé mà đi tắm biển vậy đó. Thấy không? Kỹ lắm, cái tôm này phải kỹ. Nhớ nha, cái tôm kỹ đó. Rồi, thấy không? Sau đó mới bỏ qua một cái lỗ khác. Cái món tôm này nó cầu kỳ, nó mệt. Tại vì thời gian hồi nãy mấy con làm rồi, thấy đã lâu rồi. Đã lâu rồi đó. Thành ra có một cái anh học cái lớp này nè. Cách đây cũng có cỡ hai bữa anh nọ anh thi ra trường. Anh đi qua bên biển, anh sẽ qua bên biển. Anh làm vi tính chứ mà anh không có nghề vi tính. Anh nó mệt quá, cái đầu óc quá rồi đi làm người bếp. Anh lên nó chăn ra mình quấy á. Anh mới biết là làm cái món chảo tôm. Mà người ta đưa cho anh có nửa ký tôm không à. Mà tôm á, người ta mua xong cái lột xong này nè. Đi lùng quá chứ. Lột. Các em mà nếu sau này đi kịch bản thành ra rồi. Cái tôm này người ta lột xong, người ta lấy cái nước dừa xiêm. Cái nước dừa xiêm không? Dạ. Người ta nhúng lên. Nhúng xong bắt đầu cho nó thấm vào tôm lên, còn phải lau khô đi. Ta đập ra, đập. Xong á, người ta mới là đặt cho thịt miễn, băng cho thịt miễn. Xong rồi ta gói vào miếng này. Ta bán 150.000 là hai cái chặt tôm. Thành là các em nói là cái kỹ thuật. Cái hồi đó cô làm ở bên floating, tất nhiên là cái tàu nổi mà dưới bờ sông Sài Gòn phải không? Của nước ngoài á nghe, chứ không của mình đâu. Của hai cái tay người chủ người Đức á. Hồi xưa đậu ở ngay cái chỗ Trung Kiên Bích.